xíu được không anh? Hả? Em hỏi anh một xíu được không? Được em. Anh về Việt Nam được 2 tuần rồi ạ. À, về Việt Nam 2 tuần rồi, nhưng mà mới đi Philippines về hát cho Hoa hậu á. Về mới về 2 ngày. Dạ. À, lần này về thì anh có kế hoạch gì không anh? À, về để mà làm những cái tiểu phẩm Tết hả? Dạ. À, anh về qua Tết thì sẽ về bản. Nhưng mà Tết này sẽ ra mắt 3 tiểu phẩm là thứ nhất là bài hát Tiền. Thói tiền. Người ta thói đời, giờ mình là thói tiền. Dạ. Cái thứ hai là Cả nhà vô duyên. Dạ. Dạ, tức là thằng vô duyên á. À, cái thứ ba là Vợ chồng làm biếng. Tại sao anh lại chọn là về Việt Nam để thực hiện những cái sản phẩm lần này ạ? Từ năm một năm anh về bên đây hết 10 tháng rồi. 10 tháng á? À, tại anh vừa đi diễn hội chợ, rồi diễn cái mấy cái event, rồi vừa làm phim. Dạ. À, anh về bên đây anh làm ăn. Dạ. Tại vì anh là một nghệ sĩ mà cũng rất là được mọi người quan tâm và biết tới, nhưng mà tại sao anh lại gần như là vắng bóng trên truyền thông ấy? Tại vì em cũng rất là ít khi gặp anh ở trên truyền thông ấy. À, đúng rồi. Dạ. Anh thường thường anh về đây là anh đi làm với tỉnh không à? Dạ. Có như là mấy cái hội chợ ở tỉnh, rồi mấy cái event ở tỉnh không? Anh có ở Sài Gòn. Sao anh lại không lựa chọn ở Sài Gòn để mà phát triển cái sự nghiệp với để cho khán giả mình nhớ mình hơn anh? Bây giờ đã Sài Gòn là ít tụ điểm quá, giống như là chỉ còn Trống Đồng thôi mà nay mai Trống Đồng biết còn không nữa. Nghệ sĩ hài bây giờ ở Sài Gòn là không có điểm hát nữa, anh phải đi tỉnh thôi. Khi mà nghe cái tin là sân khấu Trống Đồng sẽ bị đóng cửa thì anh cảm xúc anh? Có một số tụ điểm thành phố này đóng cửa. À, mà quan trọng nhất là những cái khán giả thường thường tới đây cái giá vé thì hơi rẻ chút xíu, Trống Đồng và 126 đóng cửa thì bà con không có cái chỗ để xem. Mà bản thân nghệ sĩ hát thường thường là hai tụ điểm này cũng không có, rất là buồn vô cùng, là tại vì không được gặp gỡ bà con nhiều. Trên giờ cuộc sống của anh như nào anh? Cuộc sống của anh ngoài cái việc mà anh cứ chạy show đi. À, anh chỉ làm nghệ thuật thôi. À, anh chỉ làm nghệ thuật thôi, không làm cái gì ngoài nghệ thuật hết. À, chỉ đi hát, rồi quay phim, rồi viết kịch bản, rồi quay phim như vậy thôi. Cái mặt bài cùng lứa của anh á, thì thường là sẽ tham gia những cái game show trên truyền hình á. Dạ. Thì anh cũng vắng bóng khá là lâu rồi, thì anh tại sao lại làm như vậy anh? Tại game show không có mời, thành không có làm. Một rất là... Nhưng mà tại vì có vẻ như là tại vì anh... gần như là mọi người cũng không biết được là anh đi về như thế nào á, nên là mọi người cũng khó. Đúng rồi, tại anh đi về là anh tu xuống tỉnh anh diễn thôi, mà anh lại thích đi diễn hơn. À, anh đi diễn hả, về là anh nhận show với tỉnh anh đi diễn, có khi là anh đi tới nửa tháng 5-10 ngày mới về. À, em cảm ơn anh. Anh trước sau đây anh cũng xin chúc cho tất cả quý khán giả từng yêu mến anh hướng mùa xuân năm tới tràn đầy hạnh phúc và vui vẻ. Em cảm ơn anh ạ.